Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật. Sáng nay tại trạm 500 kV xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Dự buổi lễ phát động có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 9 tỉnh có dự án đi qua. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối dài gần 520 km đi qua 9 tỉnh, bao gồm 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng. Tại lễ phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thi đua trên công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3 với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động với ý nghĩa vai trò và tầm quan trọng của dự án, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy sáng kiến nâng cao hiệu quả quản lý cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng các dự án. Được biết đến nay, các địa phương bàn giao mặt bằng được 1.143 trên 1.177 vị trí móng đạt 97%, trong đó đã có 7 trên 9 tỉnh đã hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột. Tỉnh Hưng Yên có 34 móng cột của huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào đã bàn giao cho nhà thầu thi công. Sáng nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025, tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng 2011-2025 và bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng. Đảng bộ huyện Kim Động có trên 6.400 đảng viên, sinh hoạt tại 41 chi bộ đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Nhiệm kỳ 2021-2025, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả nổi bật, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, toàn huyện đã kết nạp được 333 đảng viên, thành lập 2 chi bộ trực thuộc huyện ủy, 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy trong đơn vị kinh tế tư nhân. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội được thực hiện gắn với thực hiện quy chế dân chủ, phong trào xây dựng mô hình thi đua dân vận khéo được quan tâm. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư tới toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, nghề y là một nghề đặc biệt đòi hỏi không những sự tinh thông về chuyên môn mà còn là tình người và lòng nhân ái, sự tận tụy, tận tâm để chăm lo sức khỏe cho hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong rằng các cán bộ ngành y sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết công hiến vì nghề nghiệp cao quý mà chúng ta đã lựa chọn, phấn đấu giành được nhiều thành tích, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Khi tới Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh Hưng Yên mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, hiểm nguy và những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ khi ngày đêm đối mặt với những con người sống trong cõi riêng ít ai hiểu được. Bệnh viện Tâm thần Kinh Hưng Yên với hơn 90 y bác sĩ trực tiếp điều trị chăm sóc bệnh nhân là hơn 90 trái tim hết lòng yêu thương chia sẻ với người bệnh. Trong những năm qua, với trái tim nhân ái, thương cảm với hoàn cảnh của những bệnh nhân đặc biệt, các y bác sĩ đã luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn, vất vả, tận tâm chăm sóc người bệnh, không chỉ lo việc sinh hoạt hàng ngày như ăn ngủ, vệ sinh cá nhân, theo dõi diễn biến bệnh, tạo nếp sinh hoạt đúng giờ, các y bác sĩ còn chăm lo đời sống tinh thần của người bệnh, việc dành thời gian trò chuyện lắng nghe bệnh nhân tâm sự, giúp tạo sự gần gũi, qua đó dễ dàng tiếp cận, vỗ về mỗi khi người bệnh lên cơn. Sự yêu nghề trân trọng thế giới của những con người ao ước được tỉnh nhưng không thể tỉnh đã giúp các y bác sĩ ở đây luôn có sự nhẫn nại, vui vẻ, dỗ dành người bệnh. Nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, chỉ tính riêng năm 2024, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư gần 40 tỷ đồng xây dựng, mở rộng các tuyến đường. Kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để sửa chữa và làm mới 7 tuyến đường giao thông, trong đó có 4 km đường trải nhựa tập trung vào các tuyến đường liên thôn, đường trong khu dân cư. Ngoài ngân sách địa phương đã có hàng trăm hộ dân hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường từ 2,5 đến 3 mét thành 5 mét, có hệ thống thoát nước hai bên. Năm 2024, xã sẽ tiếp tục đầu tư mở các tuyến đường để hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Việt Nam sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ 1,2340 hiện nay lên 1,2682. Như vậy, mức lương trung bình của công chức viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên hệ số 2,68. Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kê đơn, chỉ định trong khám bệnh, điều trị cho người bệnh. Theo đó, nghiêm cấm kê đơn thuốc chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi, rà soát phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật dịch vụ y tế để lấy hoa hồng, gây phiền hà cho người bệnh nhằm trục lợi từ người bệnh cũng như quỹ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng, đề nghị Thủ tướng các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên, báo cáo về Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và cơ quan có thẩm quyền nếu có các khó khăn vướng mắc. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 26 di sản, trong đó có nhiều lễ hội truyền thống ở các địa phương, một số nghề thủ công truyền thống và tập quán xã hội và tín ngưỡng. Trong số đó có nghề may trạch xá Hà Nội, chữ viết chữ nôm của người Dao, tỉnh Thái Nguyên, lễ hội Văn Thánh Miếu, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, lễ cầu mùa của người Pà Thèn, Hà Giang. Theo các quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Hội nghị và triển lãm sản phẩm sinh thái và công nghệ xanh quốc tế Malaysia 2024 đang trên đà trở thành động lực chính trong phát triển nền kinh tế xanh quốc gia. Hội nghị năm nay hướng đến mục tiêu thu hút 4,8 tỷ ringgit vào các doanh nghiệp tiềm năng nhờ có quy mô tham gia rộng rãi của 480 nhà triển lãm và 48.000 khách từ hơn 48 quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại buổi ra mắt Hội nghị và triển lãm sản phẩm sinh thái và công nghệ quốc tế IGEM 2024, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Bền vững Malaysia Nick Nazmi cho biết IGEM 2024 sẽ có chủ đề cuộc đua hướng tới lượng khí phát thải ròng bằng không, lãnh đạo khu vực vì tình trạng khẩn cấp về khí hậu. IGEM 2024 sẽ lần đầu tiên có khu vực chuyển đổi năng lượng trung tâm châu Á, nơi trưng bày các gian hàng đổi mới toàn cầu và sẽ tổ chức buổi giới thiệu nền kinh tế tuần hoàn với sự tham gia của những lãnh đạo chủ chốt trong các hoạt động đổi mới, công nghệ và doanh nghiệp. Ra đời đầu năm 2022, Trung tâm Đổi mới Công nghệ Y tế Moscow MedTech có chức năng hỗ trợ vật chất cộng đồng ngành y tế. Tuy nhiên đến nay, trung tâm có thêm chức năng khác là hỗ trợ kết nối các bác sĩ, bệnh viện, phòng khám và nhiều chủ thể khác để các doanh nghiệp có thể nhanh chóng ứng dụng những công nghệ y tế mới trong cải thiện khả năng chữa trị cho bệnh nhân và giúp tiết giảm chi phí. iCloud là một trong hơn 40 doanh nghiệp đang hoạt động tại MedTech sử dụng máy in 3D. Doanh nghiệp này chế tạo các vật liệu thay xương sử dụng trong các ca cấy ghép. Chúng được làm bằng nhựa với những hình dạng khác nhau theo nhu cầu. Về cấu trúc bên trong, vật liệu này tương tự như xương. Được biết, MedTech cũng đang thực hiện một dự án trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán bệnh nhằm hỗ trợ ban đầu cho các bệnh nhân. Cơ quan lập pháp bang Florida, Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội, một động thái nhằm bảo vệ giới trẻ khỏi những rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Đây được coi là một trong những lệnh cấm nghiêm ngặt nhất tại Mỹ đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên. Hạ viện bang Florida đã thông qua dự luật với tỷ lệ bỏ phiếu 108 phiếu thuận, 7 phiếu chống hôm 22 tháng 2, chỉ vài giờ sau khi Thượng viện phê chuẩn. Sau đó, dự luật này sẽ được Thống đốc bang Florida ký ban hành. Dự luật nhắm vào bất kỳ mạng xã hội nào theo dõi hoạt động của người dùng, cho phép trẻ em tải thông tin lên và tương tác với người dùng khác, đồng thời sử dụng các tính năng gây nghiện được thiết kế có thể dẫn đến việc dùng mạng xã hội quá mức hoặc mang tính cưỡng ép. Những người ủng hộ chỉ ra tỷ lệ tự tử ngày càng tăng ở trẻ em, vấn nạn bắt nạt trên mạng và những kẻ săn mồi sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân là trẻ em. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18h30 chiều nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.